À, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azshop.com. Thì ngày hôm nay admin sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái đề tài, đó chính là đề tài motion control, điều khiển vị trí motor sử dụng motor step motor ha. Thế thì để làm sao để điều khiển được cái động cơ bước và làm sao để chúng ta điều xung tốc độ cao BTO thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi giải quyết ha. Thế thì hiện tại bây giờ admin đang có một cái con động cơ step. Đó, động cơ step này. Và admin đang sử dụng cái driver là drive cho động cơ step ở đây. Thì trong cái driver này này thì các bạn hay là một số cái driver khác thì cơ bản thì động cơ step thì nó sẽ có loại 4 dây, loại loại 8 dây. Thì các bạn hiện tại bây giờ con này có loại là có loại động cơ step là 6 dây đấy nhá. Thì hiện tại bây giờ cái thằng driver này nó chỉ có 4 dây thôi. Thì các bạn lấy là thằng A cộng A trừ B cộng B trừ này này để đấu vào 4 cổng của con động cơ step ha. Còn cái thằng VCC và GND thì các bạn cấp nguồn cho nó là -9 cho tới 42V DC, được chưa? Còn ở đây thì nó sẽ có hai cái chân quan trọng là chân xung xung cổng này, xung trừ và điều hướng cổng và điều hướng trừ. Thì cái chân này này các bạn đưa vô quy 0.0, cái chân driver trừ các bạn đưa vào quy 0.1, còn hai cái chân âm này này đấy, các bạn nối về nhau và đưa về chân âm của nguồn. Thì đấy là cơ bản là chúng ta đã đấu nối xong cái phần động cơ step motor ha. Đây, step motor này, thằng step motor này này nó điều để điều khiển vị trí các bạn ha. Này, đây là động cơ step, động cơ bước này, được chưa? Đó, động cơ dạng này ha. Thì tùy loại, nó loại như loại này là loại có thằng này hình như 6 giây, 6 hoặc 5 giây đây, được chưa? Có loại 8 giây, có loại 4 giây thì các bạn cũng thường ngay sử dụng cái loại 4 giây là loại này, được chưa? Đấy là cái thằng đấy 4 dây này này các bạn đưa vào gì ạ? Các bạn đưa vào cái thằng gì, driver của nó ha. Các bạn đưa vào cái thằng driver này đúng không, các bạn đưa vào cái thằng là A cộng A trừ B cộng B trừ đây. Còn đây là mấy chân xung để điều hướng đây. Đây là cơ bản về phần cứng của nó, được chưa? Rồi, để không mất thời gian của các bạn nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm cái phần là control motor ha, điều khiển xung BTO ha. Để điều khiển được xung BTO thì các bạn click vào đây, các bạn vì vừa gọi về technology up chạy, các bạn click vào đây. Ở đây thì nó có nhiều cái lắm. Ở đây thì các bạn chọn cho admin là TO position access. Đó, được chưa? Chúng ta click vào đây ha. Được chưa? Giả sử tôi có ba con servo đi, tôi gọi đây là servo 1 đi ha. À, tôi gọi đây là step 1 đi ha. Đó, ok. Đấy. À, cho admin xin quảng cáo một chút xí trước khi mà chúng ta vào cái phần mà setup đây nha. Thì hiện tại bên phía trung tâm là có 3 khóa học về lập trình BOCX 7200, 7500 và WinEC hay là SCADA cơ bản và nâng cao. Thì khóa học 1 bao gồm là BOCX 7200, 7500 WinEC cơ bản với giá 200k. Khóa học 2 về về cái phần là BOCX 7500, 7500 WinEC nâng cao với giá 350k. Khóa học 3 thì khóa học về mảng truyền thông công nghiệp với giá 350k và khóa học 4 về biến tần 300, 400 và biến tần free. Được chưa? Thì hiện tại bây giờ là đang trong dịp tháng 12, tháng cuối năm nên bên phía trung tâm có giảm giá ưu đãi là giảm 20% khi các bạn đăng ký một trong các khóa ở đây. Còn nếu như bạn nào đăng ký combo 4 khóa này thì chỉ với 700k. Được chưa? Thì 700k thì các bạn đã sở hữu được cái khóa học lập trình BC Online rồi. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC, các bạn vào cái mục danh sách Pháp để các bạn xem thêm về các cái phần là gì, khóa học lập trình BOC ở đây. Đồng thời là các bạn có thể xem thêm các quyền lợi khi tham gia khóa học. Đấy, các chia sẻ của các bạn học viên. Đó, được chưa? Và các trailer về khóa học lập trình BOC Online. Được chưa? Rồi, để không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ vô đi tìm cái thằng này. Đấy, thì hiện tại bây giờ chúng ta có đây là step 1 này. Được chưa? Là giả sử tôi đổi điều khiển con sẹp vô 1. Ở đây thì chúng ta chọn cho nó là mm hoặc là gì, mét này. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta chọn cho nó là xung. Ở đây thì tôi điều khiển mm, điều khiển vị trí nên nó điều khiển mm ở đây. Được chưa? Rồi, driver ở đây thì các bạn click vào đây ha, các bạn chọn chân cho nó. Thí dụ như chào chúng ta tất cả chọn, các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình. ví dụ ở đây tôi chọn cái xung ở đây là gì? Cái xung là xung 1 đi. Được chưa? Thì nó cho chúng ta chọn cái chân 1, chân quy 0.0 là cái chân là gì? Phát xung, còn quy 0.1 là cái chân điều hướng. Ở đây ha. Đấy. Vậy thì chúng ta đấu quy 0.0 vô thằng này, bun cổng này, quy 0.1 chúng ta đấu vô thằng bun trừ này này. Nhưng bắt bản lưu ý một ở đây có một cái khá là hay này.
Ở đây hai thằng cái chân này nó đang tốc độ rất là cao là 100 kHz nhé. Các bạn lưu ý ha, được chưa? Rồi sau khi chúng ta cần fix ở đây, hoặc là chúng ta có thể chọn cổng khác nhé. Đó, Q0.2 gì đây tùy ha, được chưa? Rồi chúng ta có thể vô device config này, chúng ta xem thử nó đã enable cái xung này lên chưa. Đó, đây nó đã enable lên đây rồi ha, hardware output này. Đó, ok chưa? Rồi. Cái thứ hai nữa là sau khi cần fix được như vậy rồi thì tới đây chúng ta sẽ vào cái phần mechanical là phần cơ khí. Thì các bạn xem thử là con motor của các bạn là bao nhiêu xung trên vòng. Giả sử cái con motor của tôi là các bạn nhìn trên cái đọc cái catalog hoặc là đọc trên cái driver này nó sẽ có này, được chưa? Đó thì trên driver này có thể nó chạy chỉnh nó tăng dòng để cho motor step luôn nha các bạn ha. Đó thì ví dụ như con motor của tôi là hôm qua tôi làm á, là tôi làm là 1.600 xung. Ở đây là gì? 75, tôi cho là 75 mm, nghĩa là cái thằng này này, nghĩa là nó quay được một vòng thì nó hết 1.600 xung, và đồng thời quay được một vòng thì nó đi được cái đường kính của cái trục buli hay là đường kính cái trục của motor á, là 75 mm. Nên đây ha, thì các bạn phải xem thực tế từ các bạn con motor các bạn là đường kính nó bao nhiêu đấy, hoặc là các bạn gắn buli hay gắn gì đó thì các bạn xem có thử là phần cơ khí của nó là đi một vòng thì khoảng tầm là bao nhiêu mm thì các bạn thêm vào đây ha, được chưa? Ở đây position limit thì các bạn không cần quan tâm cho lắm. Ở đây thì nó có một cái phần cũng khá là hay là cái tốc độ maximum này. Hiện tại như cái con hôm qua tôi làm tôi cho nó là ở đây thì các bạn có thể chọn là mm cũng được, mm trên giây cũng được ha. Đó, cái con hôm qua tôi làm này thì nó chỉ có là 117 này thôi. Đó. Đấy, mình có thể thêm 1117 đây cũng được ha, tùy con ha. Đấy, con hôm qua tôi làm thì nó chỉ có như thế này. Được chưa? Rồi, ở đây là cái tốc độ tăng tốc này. Ở đây là thời gian tăng tốc và giảm tốc là 5 giây. Đấy, các bạn chỉ cần fix cho đơn giản này, tại vì Siemens nó có cần fix hết rồi. Đó, active ở đây thì các bạn không cần quan tâm, được chưa? Rồi, đấy là khối thứ nhất, được chưa? Thì sau khi mà được cái khối thứ nhất rồi á, thì chúng ta sẽ vào hàm, hàm đây chúng ta sẽ viết code cho nó. Giả sử tôi vào cái phần là add new đây này, tôi viết cho nó hàm một hàm con. Tôi gọi đây là control step 1 đi ha. Step ở đây. Step motor 1, được chưa? Đó. Thì trong này nó có các cái khối này, các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi cái mấy cái khối này thôi, các bạn vào instruction này. Trong này các bạn vào cái phần technology, các bạn chỉ quan tâm cho tôi là nó có nhiều khối lắm, nhưng mà các bạn chỉ cần quan tâm cho mình là khối power này, khối home, khối absolute và khối cái khối mà job mu job này thôi. Bốn cái khối này là giúp các bạn làm được việc này, các bạn không cần phải làm gì cho nhiều hết á. Các bạn gọi kéo thằng này home ra. Đó, thằng power đó ha. Được chưa? Đấy. Sau đó các bạn kéo cái thằng là home ra ha, home. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn kéo cái phần là mu job ở đây ha, mu job ở đây ha. À, để quay thuần quay nghịch thôi. Được chưa? Rồi và sau đó thì các bạn kéo cái thằng là mu absolute. Đó, bốn cái khối này thôi. Quan trọng nhất là bốn cái khối này. Được chưa? Thực ra cái khối home cũng cần thiết cũng được nhưng mà các bạn cứ kéo ra ha. Thì hiện tại bây giờ đây là access thì các bạn cầm thằng này các bạn kéo qua này, step 1 này. Các bạn cầm thằng này các bạn kéo qua. Được chưa? Ở đây các bạn enable nó thì các bạn luôn luôn cái thằng này luôn phải cho enable, thằng home thì các bạn luôn phải cho enable, thì các bạn để đây là M0.0 đi. Đó được chưa? Enable đi ha. Đấy các bạn rename nó lại ha. Rename này này. Các bạn mà không cho enable thì nó sẽ không chạy đâu đúng không? Ở đây thì các bạn gọi là MC power này. MC power power gì? Status này đúng không ạ? Nó không cho thôi ha. Đó rồi không cho thì thôi được chưa? Thì tương tự cái thằng này thì các bạn luôn để enable là được này, các bạn để như thế này là cấu hình xong rồi này. Tương tự cái thằng là home này, đây là gì? Power này. Power này. Được chưa? Còn đây là gì ạ? Đây là gì? Đây là home này. Home này. Đó, home này được chưa? Tương tự các bạn cầm thằng này các bạn kéo qua đây này, home này được chưa? Đó, được chưa? Position là vị trí ha, execute ở đây thì các bạn click ở đây. Chúng ta sẽ có là MC home, được chưa? Chúng ta sẽ có execute ở đây. Thế thì các bạn lưu ý này, cái execute này nó như thế này các bạn này. Cái thằng position ở đây chúng ta đặt đây là 0.0 đúng không ạ? Nếu như tôi giả sử cái thằng này ở đây là gốc tọa độ này, được chưa? Gốc tọa độ nhá. Ở đây là 0 nhá. Vô tình con step nó di chuyển tới cái thằng vị trí A, được chưa? Đấy, ví dụ ban đầu ở đây là gốc này, chúng ta quy định đây là gốc, được chưa? Nó di chuyển từ 0 cho tới x, được chưa? Nhưng mà vô tình nó con step di chuyển tới một vị trí A hoặc B nào đó nằm trên này.
Nếu như các bạn nhấn cái thằng execute này lên một này, lập tức á nó sẽ hiểu cái vị trí A này là di chuyển về vị trí 0. Nếu như các bạn nhấn execute lên một nhá thì cái vị trí A này này nó sẽ làm hiểu vị trí 0 này, được chưa? Đó, nó sẽ hiểu đây là vị trí 0. Còn cái vị trí 0 lúc này bây giờ là nó một hiểu một cái vị trí là A phẩy nào đó đi, hoặc là X phẩy nào đó đi, hoặc là Z phẩy nào đó đi, không còn là vị trí gốc nữa, được chưa? Tương tự như vậy, nếu như gì con step đang ở vị trí X, được chưa? Nếu như các bạn nhấn execute á thì nó lập tức hiểu thằng X này này là vị trí 0 và thằng này là gì? Là thằng này là Y phẩy này. Đó, được chưa? Đấy, nên cái thằng khối hôm nó có chức năng là để cho chúng ta xác định được gốc tọa độ nằm đâu. Đấy, được chưa? Rồi, tương tự như vậy tới cái thằng move job này nó khá là hay để cái này để chúng ta là sao? Để chúng ta làm xác định từng vị trí riêng lẻ ha. Ở đây là chúng ta MC move job này đúng không? Chúng ta có là forward này. Được chưa? Tương tự đây là gì ạ? MC này. Move job này, chúng ta đây là chúng ta nó backward này. Còn ở đây là cái ô tốc độ thì các bạn gọi là MC power này. MC move job chưa? Đấy, tốc độ nó nằm đây. Được chưa? Rồi, đối với cái hàm absolute á thì các bạn cầm cái này các bạn kéo qua. Thì mình giải thích sơ qua cái hàm là move job này là chúng ta chỉ cần kích vô đây cái này thì con driver sẽ quay thuận, chúng ta click vô đây cái này con driver sẽ quay nghịch. Thì nên các bạn nên khóa chéo nó nằm đây mới được này. Đấy, các bạn nên khóa chéo đây nhá, để cho nó là gì, không thể là vừa quay thuận vừa quay nghịch được thì nó như vậy nó sẽ hư con step motor ha. Đấy, chúng ta sẽ ngách vào đây để chúng ta khóa chéo nó, được chưa? Đó, chúng ta phải ngách vào đây, chúng ta khóa chéo nó cho an toàn đấy, được chưa? Đó, thì một là chúng ta nhấn vào đây cái on thằng này lên thì con jog forward này thì nó làm cho con step nó quay thuận để chúng ta xác định cái vị trí chúng ta cần. Giả sử là gì ạ? Tôi muốn con step đang ở vị trí này, tôi nhấn là jog forward đi, hoặc là jog backward đi, thì nó di chuyển tới cái vị trí y phẩy này là tôi buông tay ra, là tôi xác định được đây vị trí số 1. Tiếp tục từ đó tôi sẽ cho nó quay nghịch tiếp thì nó tới cái thằng z phẩy này, tôi buông tay ra thì tới đây tôi xác định được cái vị trí số 2. Đấy là cái phần để chúng ta test cái vị trí ban đầu, nên chúng ta sẽ dùng cái thằng move job này, được chưa? Còn cái thằng là absolute là di chuyển về địa chỉ tuyệt đối thôi. Đó, thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ có là đấy. Chúng ta sẽ có là MC move absolute. Ở đây là XQ ha. Đó, được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi các bạn là lấy ở đây là gì? MC mua absolute này, được chưa? Ở đây là chúng ta có tốc độ ha. Còn đây là cái position này, cái vị trí mà chúng ta muốn mua tới một cái vị trí chính xác nào đó, được chưa? Thế thì giả sử nha, tôi đặt cái vị trí chính xác đây là MD10 đi ha, MD10. Đó, được chưa? Đấy. Ban đầu giả sử tôi dùng cái vị trí làm jog này nha, để tôi xác định được vị trí số 1 thì tôi chỉ cần làm như thế này ha. Tôi chỉ cần là mu này. Đó, mu này. Mu ha. Mu nha. Đấy, ví dụ như kiểu là tôi nói lại nha, ví dụ như kiểu là đang ở vị trí này. Tôi nhấn drop forward hoặc là drop backward ha, cho nó tới đến vị trí y phẩy, tôi buông tay ra thì con step của chúng ta nó đang nằm ở vị trí y phẩy này. Sau khi nó nằm ở vị trí y phẩy này, tôi chỉ cần nhấn vào đây là tôi chỉ cần là ghi đây là giả sử là vị trí 1 ha, vị trí 1 đi ha. Tôi cho là M0.1 đi. Đó, được chưa? Rename đây ha. Vị trí 1 này, được chưa? Đó. Khi mà nó tới vị trí 1 thì cái position của nó thì các bạn chỉ cần vô đây là step này. 1 này. Chúng ta nó có một cái phần là position này, vị trí này. Đó, được chưa? Đó. Thì đây tôi chỉ cần gọi thằng này ra thôi, MD10 đây thôi. Đó, được chưa? Đấy, gọi thằng này, được chưa? Rồi tương tự như vậy là nếu như nó ở vị trí số 2 thì sao ạ? Ở vị trí số 2 thì tôi cho là M0.2. Đúng không ạ? Tôi cho mu đây. Mu. Ở đây tôi có là step position này này. Đó. Paste ở đây ha. Copy. Đó. Thế thì tôi nói lại này.
Đó, tôi nói này này. Tôi đầu tiên là tôi chỉnh tác động vào job forward hoặc là job backward ha. Nếu như con step đang ở vị trí gốc tọa độ đây, khi mà tôi thấy nó chạy đến vị trí y phẩy á thì tôi dừng lại, tôi buông tay ra, tôi dừng lại. Thì khi mà nó dừng lại thì nó đã đếm được một cái vị trí là step một position này này. À, nó ví dụ nó bằng 10 đi, được chưa? Thì tôi muốn xác định cái vị trí gì y phẩy này là vị trí số 10 thì tôi nhấn on vị trí 1 lên thì lập tức nó move 10 vào đây, được chưa? Tương tự như thứ hai nữa là gì, tôi cho tiếp cho nó chạy tiếp back forward hoặc là back reward forward hoặc là back ha, thì nó tới đến z phẩy. Bây giờ z phẩy có thể là vị trí 20 thì tôi nhấn ở đây là gì, move thằng này ha, vị trí số 2 này này ha, hai này, thì tôi sẽ mua thằng step này vào MD10. À đâu, đọc xin lỗi ha. Ở đây mình sẽ có là gì? MD14 chứ. MD14 chứ. Đó, được chưa? Đây là MD18 được chưa? Đó, được chưa? Mà đó. Mình sẽ set là gì? Position 1. Đó, 1 này. Đó được chưa? Đó. Đó được chưa? Đó, ok. Đó. Thế thì khi nào mà chúng ta muốn gọi tới vị trí nào đó thì chúng ta chỉ cần mu thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta gọi vị trí 1 đi. Chúng ta sẽ thêm đây một cái thằng step bằng bằng đây này. Bằng bằng ha. Giả sử như tôi gọi đây là step ha. Step. M work 20 đi à, 22 đi. Đó. Tôi để đây là rename. Đó đúng không? Đó. Khi mà step này này, đó ví dụ như tôi gọi cho step này bằng 1 thì làm sao ạ? Thì lập tức nó gì ạ? Nó sẽ mua 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 gì ạ? Mua cái thằng là MD14 này này, đó, copy này, được chưa? Đấy. Vào cái thằng position đây. Là tại vì cái khối này là khối tuyệt đối, được chưa? Thì mình gọi ở đâu thì nó sẽ mua tới đó thôi, được chưa? Tương tự như vậy là đó, được chưa? Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là position 2. Đó, được chưa? Thì đây nó bằng 2 thôi thì chúng ta sẽ mua là MD18. Đấy, vào đây. Đó, bet. Đó vào đây. Đấy thì khi nào ta gọi vị trí, ví dụ như nó đang ở vị trí bất kỳ đi. Chúng ta gọi vị trí 1 thì nó sẽ chạy đến vị trí Y, chúng ta gọi vị trí 2 thì nó chạy đến vị trí Z, sẽ đúng vị trí luôn. Bởi vì đây là cái giá trị, cái thằng là địa chỉ tuyệt đối nha các bạn ha, không phải là địa chỉ tương đối, được chưa? Rồi, ví dụ như vậy là chúng ta đã config xong. Thì khi nào mà chúng ta chỉ cần là nhấn execute này này và chúng ta gọi vị trí, ví dụ cho step này bằng 1 đi thì nó lập tức là nó nhảy từ gì ạ? Từ vị trí 0 về vị trí Y, được chưa? Rồi chúng ta gọi step bằng 2 đi thì nó nhảy về từ vị trí bất kỳ nào đó về vị trí Z phẩy này, được chưa? Thì đấy là cơ bản cái thằng là sung BTO, được chưa? Tương tự nếu như chúng ta có nhiều, chúng ta combine xem sao nó bị lỗi không nhé. Đó, chúng ta combine xem sao nhé. Đó. Tương tự nếu như chúng ta có nhiều con gì, con step nữa vì gì thì chúng ta hay nhấn add new đây ha. Chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta chọn đây là gì? Step motor 2. Step 2 đây ha. Step 2. Step 2. Và các bạn làm cũng y chang như vậy các bạn ha. Đấy, trong này thì các bạn config cho nó là chủ yếu là các bạn vô đây các bạn config cho nó là sung 2 đây. Đúng không? Chúng ta không thể chọn sung 1 được nữa bởi vì là sao? Bởi vì là thằng sung đầu tiên thì cái con step đầu tiên nó là sung 1 thôi. Được chưa? Thì chúng ta chỉ cần vô đây chúng ta config. Tương tự nếu như chúng ta là gì ạ? Chúng ta vào đây là chúng ta là gì? Chúng ta là step con step số 3. Thì admin muốn giới thiệu cho các bạn tới ba con step này này. Bởi vì sao? Khi các bạn click vào đây nếu như chúng ta chọn sung 3 nằm đây. Đó, sung 3 nằm đây này. Thì các bạn nhìn thấy là cái sung 3 này nó chỉ có 20 kHz thôi. Thì một số con step nó sẽ chạy tốc độ thấp và hầu và thậm chí là gì ạ? Một số con không thể không chạy được. Được, bởi vì cái tốc độ phát sung này rất là thấp, được chưa? Đấy, nếu như mà các bạn mà vô tình mà các bạn làm phải cái con step nào mà tốc độ thấp á
mà không chạy được á, thì các bạn hãy liên hệ admin, admin sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách mà chúng ta điều khiển bốn con step mà con nào cũng chạy được cái tốc độ cao ngang nhau như nhau, không phải là không không không, không có chuyển là hai con đầu là xung tốc độ cao thì nó chạy nhanh, còn hai con sau thì xung tốc độ thấp nó chạy chậm ha, nên các bạn cứ yên tâm ha, được chưa? Đấy, nếu như các bạn nào sử dụng cả ba hoặc bốn con mà hai con sau nó chạy tốc độ chậm thì các bạn mà hoặc không chạy được thì các bạn liên hệ admin, admin sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách fix ở đây, được chưa? Thì còn cái chủ đề ngày hôm nay của admin nói về cái thằng là điều khiển vị trí đấy, thì xin tạm dừng tại đây. Và trước khi kết thúc thì admin xin chia sẻ một cái là hiện tại bây giờ khóa học lập trình BOC online thì chỉ có là full combo là 700k đấy. Nếu các bạn nào đăng ký một trong ba khóa thì sẽ được gì ạ? Được giảm giá 20%. Còn khi mà các bạn đăng ký combo 4 khóa thì chỉ còn 700k thôi. Đấy. Ngoài ra thì các bạn sẽ vào cái phần là kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC. Đấy, các bạn vào cái những cái phần là khóa học lập trình BOC online, danh sách phát ở trong này, danh sách phát thì có rất là nhiều bài về khóa học này, thiết kế mạch điện này, dự án tự động hóa này, tổng quan về biến tần này, mảng liên thông công nghiệp, T3 từ cơ bản nâng cao, HMI One Tech, BOC Siemens Van, VB Swift hay là cài đặt phần mềm, HMI Training, đấy được chưa? Đấy, và đặc biệt các bạn vào cái mục khóa học lập trình BOC online để các bạn xem thêm, được chưa? Rồi, video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.